Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối ngày 22 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này, tại nước ta, 15 trên 16 ca nhiễm virus corona COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh, chưa ghi nhận ca mắc mới từ ngày 13 tháng 2 đến nay. Điều này cho thấy những nỗ lực trong công tác phòng dịch COVID-19 từ trung ương đến địa phương đã đạt được những kết quả tích cực. Tại tỉnh Điện Biên, dù chưa phát hiện bệnh nhân nhiễm dịch COVID-19, vậy thời điểm này công tác phòng chống dịch đang được các cơ quan chức năng thực hiện như thế nào? Công tác phòng dịch từ phía người dân ra sao? Học sinh học tập ở nhà như thế nào trong thời gian nghỉ học phòng dịch sẽ được chúng tôi phản ánh ở phần sau của chương trình. Trước tiên là những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 2, thành phố Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên cho trên 30 đại biểu là bí thư, tổ trưởng tổ dân phố bản phường Thanh Trường nằm trong vùng bị ảnh hưởng của dự án. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu các nội dung về ý nghĩa, mục tiêu, thời gian và phạm vi thực hiện dự án, phương án tổng thể về bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án cảng hàng không Điện Biên, trình tự thủ tục thu hồi đất và quy trình bồi thường hỗ trợ tái định cư, trao đổi giải đáp một số vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Thông qua hội nghị giúp cho các đại biểu hiểu được những quy định chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư, qua đó sẽ tuyên truyền và vận động đến mọi người dân trong vùng bị ảnh hưởng chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước nói chung, chính sách về đất đai nói riêng. Ngày 22 tháng 2, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với báo Điện Biên Phủ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí viết về xây dựng Đảng cho các hội viên Hội Nhà báo tỉnh, cộng tác viên báo chí, phụ trách cổng thông tin điện tử, bản tin, đặc san trong tỉnh, ban tuyên giáo và đài truyền thanh truyền hình các huyện, thị, thành phố. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản về phương pháp, khai thác, xử lý thông tin về những nội dung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng. Việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí này nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác tuyên truyền cho những người làm báo của tỉnh, đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng. Hôm qua ngày 21 tháng 2, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Điện Biên đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 1 năm 2020. Tham gia lớp học có trên 94 quần chúng ưu tú đến từ 58 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Điện Biên. Qua một tuần học tập và nghiên cứu, các học viên đã nắm vững những nội dung cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện Điện Biên. Thông qua việc học tập sẽ giúp cho mỗi quần chúng ưu tú xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực tu dưỡng rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trở lại với những nội dung như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này mặc dù tỉnh ta chưa có ca nhiễm dịch COVID-19, nhưng công tác phòng chống dịch vẫn đang được các địa phương trong tỉnh cùng các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc. Mường Nhé là địa phương duy nhất trong tỉnh có đường biên giới liền kề với Trung Quốc và sự thông thương đi lại qua lối mở Apa Trải Long Phú, thông với huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Để phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, những ngày qua sau khi thực hiện chốt chặn, tạm dừng mọi hoạt động thông thương qua lối mở, huyện tiếp tục tăng cường kiểm soát kiểm tra các đường tiểu ngạch, đường mòn biên giới, ngăn chặn công dân xuất nhập cảnh trái phép vào huyện. Cùng với đó, tất cả các phương tiện, con người ra vào huyện đều phải tạm dừng ở chốt kiểm dịch đặt tại xã Quảng Lâm để cán bộ đoàn liên ngành tiến hành phun thuốc khử trùng tiêu độc, phòng chống nguy cơ lây lan dịch. Về cơ bản, cho đến giờ phút này, thì trên địa bàn huyện là chưa có cái ca nào nhiễm cái virus corona, và các cái biện pháp phòng ngừa của huyện thì đang được triển khai rất đồng bộ. Chúng tôi cũng đang đề nghị Sở Y tế tạo điều kiện giúp đỡ về chúng tôi để xây dựng một cái bệnh viện dã chiến, một bệnh viện dã chiến để chuẩn bị thu dung các cái bệnh nhân trong trường hợp mà có dịch xảy ra trên địa bàn. Thì cái việc này cũng đang được triển khai. Mặc dù là huyện biên giới, miền núi, kinh phí rất khó khăn, nhưng mà chúng tôi xác định là cái việc này là phải là được ưu tiên hàng đầu. Tại huyện Tủa Chùa, ngoài chủ động về cơ sở vật chất, thực hiện phun khử khuẩn bằng chloramin B tại các khu vực như trường học, bến xe, chợ, các cơ sở y tế,
huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là chỉ đạo các lực lượng, các ngành phối hợp chặt chẽ trong các khâu, thường xuyên rà soát cập nhật số lượng lao động đi làm thuê bên Trung Quốc, theo dõi tình hình sức khỏe đối với những lao động làm thuê trở về địa phương. Chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch, có các cái phương án khi có dịch xuất hiện trên địa bàn và khi dịch bùng phát thì có các cái biện pháp xử lý, ứng cứu như thế nào. Thế thì trước mắt là đối với lại các cháu học sinh, trong cái khoảng thời gian mà các cháu học sinh nghỉ học thì có chỉ đạo ngành giáo dục phối hợp với lại cấp ủy chính quyền và ngành y tế tiến hành vệ sinh trường lớp để đảm bảo hạn chế cái nguồn lây bệnh cho các cháu học sinh. Riêng đối với nhân dân trên địa bàn thì chúng tôi tăng cường cái tuyên truyền người dân là tránh cái việc có những cái thông tin thất thiệt gây hoang mang trong dư luận, tập trung cho cái việc theo dõi nắm bắt sức khỏe của cá nhân cũng như người thân trong gia đình. Nếu có những cái biểu hiện ho sốt thì báo với cơ quan y tế để xuống kiểm tra. Thời gian qua, tỉnh ta đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, các sở ban ngành đã chủ động tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện đồng bộ các phương án, biện pháp, ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống. Các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến mọi tầng lớp nhân dân, tránh gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế và các đơn vị trực thuộc ngành y tế đều đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về y tế như nhân lực, trang thiết bị, thuốc, xe cấp cứu, khu vực cách ly để điều trị cho bệnh nhân. Hiện nay tại tỉnh Điện Biên chúng ta thì chưa có một cái ca nào gọi là nCoV tại tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên thì là cũng có một vài ca nghi ngờ, nhưng mà khi có thông tin một cái thì chúng tôi đã cử cán bộ đến tận nơi điều tra xác minh và loại trừ tất cả cho tính đến giờ phút này. Ở trong cái thời gian vừa rồi là do tình hình dịch là chưa vào tỉnh Điện Biên, cho nên chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan truyền thông của ngành, rồi là các cơ quan truyền thông liên quan thì tăng cường công tác truyền thông, thì cũng như là các nhà khoa học là ví là những cái bệnh mà chưa có vaccine cũng như chưa có thuốc điều trị, truyền thông chính là liều vaccine hữu hiệu nhất hiện nay, chỉ đạo cũng như là điều hành tất cả các cái cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh bằng cái kế hoạch cụ thể chi tiết. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, không lơ là chủ quan, tỉnh Điện Biên đang tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với thực tiễn để ngăn ngừa sự xâm nhiễm của COVID-19 vào địa bàn, góp phần đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người dân. Bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc khuyến cáo người dân các giải pháp phòng bệnh dịch, tự bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, thì vẫn có không ít người dân tại thành phố Điện Biên Phủ lại chủ quan trong công tác phòng dịch. Để phòng chống dịch COVID-19, sinh viên và học sinh tại tất cả các trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên được nghỉ học. Thế nhưng thay vì ở nhà tránh dịch thì nhiều học sinh sinh viên đã lựa chọn quán game, quán trà chanh để giết thời gian. Tại những địa điểm đông đúc khác như chợ dân sinh, bến xe, nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, nhưng số người đeo khẩu trang cũng chỉ chiếm phần nhỏ. Tại vì trong thời gian này dịch cũng kiểu là đang bùng phát mạnh ở các nơi khác như Điện Biên, mình kiểu là đang chưa có gì gọi là tiêu biểu kiểu đấy, mình không đeo khẩu trang nữa, kiểu là nó cũng không thể nào đảm bảo phòng dịch cho mình 100%. Đã gọi là dịch thì trong quá trình mình di chuyển ấy thì dịch nó cũng có thể lây lan được, cho dù đeo khẩu trang vào nó cũng thế thôi. Theo các nhà nghiên cứu Đức, virus COVID-19 có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút nếu có tiếp xúc gần. Đã có hàng nghìn người tử vong vì căn bệnh này. Trước sự nguy hiểm của dịch COVID-19, việc khuyến cáo tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh đã được triển khai quyết liệt. Song thời điểm này, vẫn có không ít người dân chưa nắm được thông tin về dịch bệnh. Hàng ngày em toàn đi chợ, không biết cái bệnh dịch gì đâu em ơi. Không đeo khẩu trang gì đâu. Đi suốt hàng ngày, không biết không được xem TV, tiếp xúc thì ngày nào cũng đi chợ hàng ngày thôi. Việc người dân không chủ động thực hiện các công tác phòng chống dịch cơ bản như thường xuyên sát khuẩn tay, đeo khẩu trang tại các khu vực đông người hoặc chưa nắm được thông tin về dịch COVID-19 là rất đáng lo ngại. Chính tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân sẽ khiến cho những nỗ lực của các cơ quan chức năng và của cả cộng đồng trong phòng chống dịch có nguy cơ đổ sông, đổ biển.
quý vị và các bạn, học sinh được hưởng kỳ nghỉ bất đắc dĩ vì phòng chống dịch COVID-19 đã khiến nhiều giáo viên, phụ huynh lo lắng về việc các em sẽ sao nhãng việc học, quên đi kiến thức bài vở và mất tập trung khi đi học trở lại. Do vậy, trong thời gian nghỉ học, các trường tại thành phố Điện Biên Phủ đã có nhiều cách làm khuyến khích học sinh học tập, ôn lại kiến thức tại nhà một cách hiệu quả và khoa học. Là học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, nên dù được nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, nhưng em Phạm Thị Thu Huyền, học sinh trường Trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ, vẫn tích cực học tập. Em chia sẻ trong thời gian nghỉ học, các thầy cô giáo vẫn thường xuyên nhắc nhở, cung cấp những trang ôn tập online chính thống hoặc các trang cung cấp đề cương, đề bài minh họa ôn tập mẫu để em và các bạn thử sức và hệ thống lại những kiến thức đã học. Giờ là em đang học lớp 12, đang trong giai đoạn nước rút, thì là được nghỉ dịch bệnh thì là em vẫn phải chăm học thi hành này. Các thầy cô giáo ở trường thì vẫn giao bài tập về nhà, các luyện đề thi qua Gmail, qua Face để học sinh như em được luyện đề để không bị hỏng kiến thức và thuận tiện hơn. Đối với học sinh trường Trung học cơ sở Thanh Bình, bên cạnh việc ôn luyện lại kiến thức qua các bài tập được giáo viên gửi qua Gmail và mạng xã hội, các em còn được học trực tuyến tại trang web Viettel Study. Đây là trang web học tập trực tuyến và ôn luyện miễn phí đã được nhà trường và giáo viên phổ biến. Trong thời gian học tập của em ở nhà thì hàng ngày các cô có gửi bài tập lên nhóm Zalo phụ huynh lớp và cũng đủ, nếu mà bọn em làm bài mà cũng có gì không hiểu thì cũng có thể liên hệ Zalo và các cô sẽ hướng dẫn. Ngoài ra thì ở trên mạng cũng có một khóa, cũng có một cái khóa học online là Viettel Study, thì bọn em cũng có thể học bổ sung và ôn tập ở đấy. Hình thức học tương tác thầy trò qua tin nhắn, Gmail hoặc mạng xã hội được áp dụng phổ biến tại các trường học trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Nội dung bài tập được các giáo viên điều chỉnh phù hợp cho việc tự học, chủ yếu là các kiến thức đã học để các em củng cố lại kiến thức trong thời gian nghỉ dài ngày. Cũng qua hình thức này, các giáo viên vừa có thể hướng dẫn học sinh tự ôn tập, rèn luyện kiến thức tại nhà, vừa trao đổi với phụ huynh học sinh để nắm bắt tình hình sức khỏe của từng em. Ngoài ra, một số trường hợp đưa bài tập, các nội dung kiến thức lên trang thông tin điện tử của trường. Từ đó, học sinh truy cập và nhận thông tin. Nếu có thắc mắc có thể liên hệ với giáo viên để giải đáp. Trong cái thời gian mà học sinh nghỉ phòng chống dịch này thì thực hiện các cái văn bản chỉ đạo của các cấp ấy, nhà trường cũng triển khai các cái văn bản đó tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và các cái bậc phụ huynh. Thế thì nhà trường cũng gửi cái thông báo lên trên website của nhà trường, đồng thời là phối hợp với phụ huynh hướng dẫn học sinh xây dựng cái kế hoạch tự học ở nhà, cái thời gian học này rồi là giúp đỡ gia đình làm sao cho hợp lý và đặc biệt là phòng chống bệnh. Trong thời gian học sinh nghỉ học thì nhà trường đã chỉ đạo cho tất cả các thầy cô giáo là thường xuyên giao bài tập cho các em ở trên trang Zalo rồi là trên Gmail của nhóm lớp. Thì được các bậc phụ huynh rất là quan tâm và ủng hộ, và các em học sinh thì làm bài tập rất là đầy đủ. Quá trình giao bài tập mà thực hiện nhiệm vụ học tập đó thì các phụ huynh thì cũng có một số phụ huynh cũng quan tâm và hỏi lại các thầy cô rồi là cách thức hoàn thành, thời gian hoàn thành bài tập cho các em. Việc giúp học sinh tự học tại nhà và duy trì nền nếp học tập trong khoảng thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 đã được đa số phụ huynh học sinh ủng hộ và chung tay thúc đẩy cùng giáo viên. Qua đó giúp các em củng cố kiến thức, không bị lãng quên khi quay lại trường học tập trong thời gian tới. Chuyển sang các thông tin khác. Cùng với việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ cho người lao động, các chương trình xuất khẩu lao động, đưa lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh cũng đang là một trong những hướng đi quan trọng đã được cấp ủy chính quyền huyện Điện Biên Đông đặc biệt quan tâm nhằm giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo cho người lao động trên địa bàn. Để việc đưa lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp và xuất khẩu lao động đạt hiệu quả, huyện Điện Biên Đông đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người lao động hiểu rõ lợi ích của việc xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo dạy nghề, hướng người lao động vào những nghề thông dụng mà thị trường lao động các nước đang có nhu cầu cao. Hỗ trợ tiền vé xe đi lại, hướng dẫn hỗ trợ người dân hoàn tất các thủ tục đăng ký, học tiếng, thi tuyển và vay vốn xuất khẩu lao động.
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên tỷ lệ lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động của huyện ngày một tăng. Cụ thể, năm 2019 vừa qua, toàn huyện có 2.100 lao động đi làm ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, đạt gần 124% so với kế hoạch. Trong đó, đi làm có tổ chức là 420 lao động, đạt 105% kế hoạch, tăng 159 lao động so với năm 2018. 8 người được xuất khẩu lao động tại các thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Phát huy lợi thế sẵn có, những năm gần đây, một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Điện Biên đã chú trọng xây dựng và hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất lúa gạo, góp phần tạo xu hướng mới trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, trên địa bàn huyện Điện Biên có 3 hợp tác xã, 2 doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển liên kết sản xuất lúa gạo, xây dựng cánh đồng lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn Step Green, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thanh Yên, hợp tác xã nông nghiệp chất lượng cao Bản Mé, xã Thanh Hưng. Các đơn vị đã thực hiện ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho hơn 350 hộ dân tham gia với tổng diện tích khoảng 170 ha. Các chuỗi liên kết tuy có nhiều hộ nông dân tham gia nhưng sản xuất luôn đảm bảo theo một quy trình đồng bộ từ khâu xuống giống, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ, trong đó chú trọng việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp hợp tác xã tham gia các chuỗi liên kết đã góp phần nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất lúa gạo, giúp người sản xuất ổn định giá cả, không bị ép giá và bán được giá cao hơn so với thị trường từ 1.000 đồng trên kg trở lên. Đồng thời mở ra xu hướng sản xuất sạch và phát triển các sản phẩm lợi thế, phù hợp với thế mạnh của địa phương. Theo luật lâm nghiệp năm 2017, chủ rừng sẽ được hưởng những lâm sản tăng thêm từ những diện tích rừng nhận khoán trồng và chăm sóc, được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Song song với quyền lợi, chủ rừng có trách nhiệm quản lý bảo vệ diện tích rừng đã được giao khoán. Nếu xảy ra mất rừng, cháy rừng, chủ rừng sẽ là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Hiểu rõ điều này, trong thời gian qua, các chủ rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Gia đình ông Mùa A Già, bản Hua Sa A, xã Tòa Tỉnh, nhận khoán trồng chăm sóc và bảo vệ 2 hectare rừng từ năm 2003. Từ khi nhận khoán diện tích rừng trên, gia đình ông thường xuyên thực hiện việc chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh, cũng như kiểm tra để phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại chặt phá rừng. Cùng với đó, trước khi bước vào mùa khô hanh hàng năm, gia đình ông luôn chủ động phát dọn cỏ, cây bụi, thu gom thực bì để hạn chế nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nhờ đó, trong nhiều năm qua, diện tích rừng của gia đình ông quản lý luôn xanh tốt. Có được tuyên truyền về rừng và có lợi ích cho gia đình thì mình trước kia thì cũng có gì nhưng mà chưa biết cái gì, nhưng mà sau này rừng mang lợi ích cho rất là thuận lợi cho nhân dân chúng mình. Đúng cái mùa khô thì phải làm quét dọn xung quanh của cái đáng nộp của mình, về lại làm một đường băng cản lửa để khỏi phải cháy về cái đáng nộp rừng của mình. Nguyên tắc là cái rừng của mình tự trồng này, mình tự trồng mang lại cái lợi ích cho mình. Đấy là mình tự bảo vệ thì mình tự được cái sử dụng. Đấy là có cái lợi ích cho gia đình mình nhất. Hiện nay trên địa bàn huyện Tuần Giáo có gần 990 chủ rừng là các tổ chức cá nhân được giao quản lý và bảo vệ trên 38.000 ha rừng. Để các chủ rừng nhận thức được trách nhiệm trong quản lý bảo vệ rừng, hàng năm ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huyện còn mở từ 5 đến 7 lớp tập huấn về công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Cùng với đó, xác định công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là trách nhiệm của chủ rừng mà còn là trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Do vậy, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng, các phương án phòng cháy chữa cháy rừng cũng như phân công trực phòng cháy chữa cháy rừng, củng cố kiện toàn 230 tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng cấp thôn bản với 2.300 thành viên. Các chủ rừng đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các cơ quan chức năng tổ chức được trên 1.200 lượt tuần tra rừng với tổng số người tham gia là trên 5.000 người. Và nhận thức của người dân thì trong cái quá trình được giao đất giao rừng là các cái chủ rừng thì đã được nâng cao và được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đó là về cái tiền dịch vụ môi trường rừng. Thì trong năm 2019 đối với địa bàn huyện Tuần Giáo đã được Quỹ bảo vệ phát triển rừng thanh toán với số tiền 26/26 tỷ đồng. Từ những cái nguồn kinh phí trên thì người dân đã tập trung nhiều hơn vào cái việc quan tâm đến cái việc đầu tư cho cái việc tuần tra, kiểm tra và phát triển rừng. Cháy rừng một khi xảy ra sẽ gây thiệt hại rất lớn đến nguồn tài nguyên rừng. Trong khi đó, vào mùa khô hanh, nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn ở mức cao.
Chính vì vậy, bên cạnh các giải pháp của cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng thì ý thức trách nhiệm của các chủ rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo trong phòng cháy chữa cháy rừng đóng vai trò quan trọng. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được thực hiện tốt ngay từ cơ sở, không những giúp các chủ rừng có thu nhập ổn định mà còn góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện. Và đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Và quý vị và các bạn đừng quên có thể xem lại các chương trình của đài chúng tôi trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc qua kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.